Đây mọi người, hôm nay mình được khoảng ba mấy cây rồi, đó cũng khá là ok luôn rồi, giá rất là tốt luôn nha. Đó thì đầu tiên á, đây sẽ là một lô iPhone SE. iPhone SE thì con này thì cấu hình như iPhone 11 Pro Max nha mọi người, mà giá thì như iPhone 8 thôi. iPhone SE rồi, đó 64GB và 128GB nha, 64GB 128GB. Em có màu đen, màu đỏ, màu trắng rồi, đây màu đen, màu đỏ, màu trắng nè. iPhone SE, iPhone SE thì giống như iPhone 8, màn hình là 4,7 inch nha mọi người, màn hình cũng là 4,7 inch nha. Và iPhone SE cái lưng của nó mặt logo thì nằm chính giữa, iPhone 8 thì nằm ở trên xíu nha mọi người. Đó. Là 128GB quốc tế nha. Giá bán á 64GB 4.950 nha mọi người. Còn 128GB là 5.500 nha. iPhone SE rồi. Con này có thể sử dụng được hai SIM, một eSIM, một SIM Nhật lý nha mọi người. Máy quốc tế 100% nha. IMEI 1 và IMEI 2 nha mọi người. Một eSIM, một SIM Nhật lý nha mọi người. Đó. Quốc tế 128GB 5.500, 64GB 4.950 nha mọi người. iPhone SE nha. Con này thì cấu hình Oppo A13 rồi. Đó. Pin thì trên 80 không rồi, con này pin 84 nè mọi người. Đó, và pin 88 nè. Nói chung máy cũng còn khá đẹp mọi người. Đó, máy còn rất là ok luôn nha. Đây, em sẽ quay ngoại hình cho mọi người xem. Địa chỉ của mình 254 Mai Đặng Húc Liên, phường 5, quận 8 nha anh Ngọc Hiền ơi. Đó, màu đỏ nè mọi người. Máy còn rất là đẹp nha mọi người. Đây, màu đỏ nè. Đó, con này 128GB pin 88, 5.500 nè mọi người. Màu trắng thì cũng pin 128GB luôn nha. Đó, màu trắng thì cũng còn khá đẹp nha mọi người. Màu hình khoảng 97-98 nha. Chung máy cũng còn rất là cứng luôn rồi. Đó, bên em bán thì có họ bảo hành 3 tháng 1-1 rồi. Và hỗ trợ trả gốc không cần trả trước nha. Đó, hỗ trợ trả gốc không cần trả trước rồi. Chỉ cần chứng minh nhân dân với bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân dấu khẩu cho 18 tuổi mà không là xấu rồi. Đây. Con này 5.500 nè. 5.500 đó rồi. Còn này là 64GB, con này pin 86 rồi. Đó màu đỏ. 64GB pin 86 thì cũng có chấm li ti mọi người thấy không? Đó, máy cũng còn rất là đẹp nha. Con này 4.950. 4.950 rồi. iPhone 1 Pro thì bán giá là 11.999.000 rồi. Đó, 11.999.000 là 12 triệu đây. 64GB nha. Bản LLA luôn nha, anh Tuấn Bá Thanh. Đó. Đây là iPhone SE. 4.950 64GB rồi. Đó. Đây là màu đen rồi, là ba màu nha, ba màu chính rồi, màu đen nè. Đó, màu đen. Màu đen thì 128GB, cũng có 64GB nữa rồi. Đó, con này thì pin 87 nữa rồi. Đó, pin 87 nè. Đó, màu đen cũng còn khá đẹp nha. Máy còn rất là đẹp nha mọi người. Đó. Giá là 5.500 nha. Đó, iPhone SE. Ốp chip Oppo A13 rồi. Ok, tiếp theo sẽ là Samsung Note 20 Ultra rồi. Đây, Samsung Note 20 Ultra nha. Đó. Note 20 Ultra 5G luôn rồi. Con này bản 2 SIM chính hãng, Samsung Note 20 Ultra 5G. Bản 2 SIM chính hãng rồi. Con này pin là 4.500 nha. Đó, RAM 12GB nha mọi người. Và bộ nhớ là 256GB. Note 20 Ultra 5G. Màn hình tần số quét là 120Hz nha. Đó, tần số quét cao mọi người. Camera thì có thể zoom được 5x nha. Đây camera chính nè mọi người. Đây camera góc gọng của camera selfie nha. Còn đây camera chính nè mọi người. Là camera F1. Đây góc gọng nè. Này zoom được 5x nha mọi người. Đó zoom được 5x nha. F5 nè. Đó. Còn này bản 5G mọi người. Nó thêm mua cho 5G màu đồng nha, còn khá đẹp nha mọi người. Đó. 15.300. 15.300 rồi. Còn này bản 2 SIM chính hãng nha. 5G luôn. 15.300 rồi. Đó, máy còn khá đẹp nha. Còn Sony X1 không anh, tình trạng sao shop ơi, Sony X1 em đang hết hàng nha. Đó, Sony X1 đang hết hàng. 888 người đang xem rồi, cho 100 một lượt chia sẻ rồi. Em có lượt tương tác nha, em cảm ơn mọi người đang xem like của em nha mọi người. Đó, ok chưa? Máy còn khá đẹp nha mọi người. Note 20 Ultra 5G 15.300. Tiếp sẽ là Samsung A71 rồi. Con này có hộp nè. Này màu xanh min luôn. Còn khá đẹp nha mọi người. 4.990. RAM 828GB. Đó. 828GB bản 2 SIM chính hãng, con này có vân tay nằm trong màn hình người. Samsung A71 nha. Đó. iPhone SE đang bán giá là 4.950 64GB nha anh Cao Nguyên ơi. Này, Samsung A71 2 SIM chính hãng 4.990. Đó. Con này cũng có hộp luôn nha người. Ok chưa? 4.990, màu xanh min. Tiếp sẽ là Redmi 10 Flip người. Redmi 10 Flip nha. Này, Redmi 10 Flip 3.9 người. Redmi 10 Flip nha. Đó, còn là RAM 4 nha mọi người. À, con này RAM 6 chứ. RAM 6 128GB. Nên giá nó hơi cao xíu nha. RAM 6 128GB. Máy đẹp keng nha mọi người. 3.9. Đó, còn hộp luôn. Hộp sạc đầy đủ nha. Bên em bán ship có toàn quốc nha mọi người. Cho xem hàng trước khi thanh toán nha. 3.9 nha mọi người. Redmi 10 RAM 4. Bộ nhớ là RAM 6 nhớ 128GB. Đó, RAM 6 128GB, camera là 50MP mọi người. Máy còn khá đẹp nha, rất là đẹp luôn. Đã có giấy mặt lưng sao nha mọi người. Đó, nên còn khá đẹp nha.
3,9 triệu rồi, 3,9 triệu nha. Mọi người lưu ý là bên em chỉ giao dịch một số tài khoản ngân hàng là Hà Quốc Minh thôi, một số tài khoản khác là lừa đảo nha mọi người. Máy còn đẹp keng nha mọi người, đẹp keng như mới luôn nha, đẹp keng như mới nha mọi người. Redmi Note 10 đang có Redmi chưa có Redmi Note 10 nha. Samsung A71 em có một cây màu xám luôn rồi, 4,850 triệu. Con này không có hợp nhưng mà bên em sẽ cho sạc riêng nha. Là bên em sẽ cho sạc riêng rồi. Có trả góp không anh? Có nha. Bên em có trả góp nha anh Hái ơi. Bên em có trả góp nha. Samsung A12 RAM 428GB pin 5000 rồi. RAM 428GB pin 5000 nha. Samsung A12 rồi. Đó. Còn này bán giá là 3,1 triệu nha. Samsung A12 3,1 triệu rồi. Đó, máy còn khá đẹp nha. Tiếp sẽ là Samsung S21 Ultra 5G. Samsung S21 Ultra 5G rồi. Đó. Hoặc con này mua sạc pin này. S21 Ultra 5G bản chính hãng hay SIM 16,3 triệu rồi, máy đẹp 99 nha. Màu đen. Màu đen 16,3 triệu rồi. Samsung S21 Ultra 5G. Đó. Một gai người đang xem ngồi cho một chấm một lượt chia sẻ rồi. Đó, đem có lượt tương tác nha. Em cảm ơn người đang xem like của em nha mọi người. Oppo A53 2,9 triệu, con này găm 4 rồi. Bộ nhớ là 128GB nha. Đó. Con này pin cũng khá là trâu rồi. Găm 428GB Oppo A53. Đó. Năm 428GB nha. Giá bán là 2,990. Oppo A53 rồi. Rồi Oppo A5 2020. RAM 3 bộ nhớ 64GB, chip Snapdragon 665 rồi. Con này pin 5000 nha. 2,750. 2,750 nha mọi người. Đó. Máy còn rất là đẹp nha. Tiếp theo sẽ là Redmi K30 5G. RAM 6 mọi người. Bộ nhớ là 128GB nha. À bộ nhớ 64GB rồi, RAM 64GB. Đó. Chip Snapdragon là 765G, có màn hình từ số quét là 120Hz nha, 4,3 triệu. 4,3 triệu rồi. Đó, iPad 26GB hiện tại em đang chưa có hàng nha, chỉ còn 64GB thôi, 8,3 triệu. Mọi người hãy cứ bình luận đi, em thấy được bình luận nào em sẽ đọc bình luận nha mọi người. Nhiều lúc em nhiều bình luận của em đọc không kịp nha. Có điện thoại nào ghép minh tốt giá tầm 1,7 triệu đổ lại không? Bên em chưa có nha anh ơi. Samsung A32, Samsung A32 rồi, pin 5000. Còn này sẽ là RAM 6 nha mọi người. Bộ nhớ 128GB. Đó, màn hình thước số quét là 90Hz nha. 4,3 triệu, có vân tay nằm trong màn hình luôn nha mọi người. Có vân tay nằm trong màn hình luôn nha. Là Samsung A71 rồi. Samsung Samsung A50s chứ. Samsung A50s, con này RAM 464GB, màn hình là AMOLED nha mọi người, 6,5 inch và có vân tay nằm trong màn hình nha. 3,150 triệu. Oppo G5 hiện tại em chưa có hàng nha. Samsung S15G nha mọi người, 5,5 triệu nha. S15G 5,5 triệu mọi người. Đó, S15G 5,5 triệu. Redmi Note 9S mọi người. Redmi Note 9 Pro chứ. 3,5 triệu. Redmi Note 9 Pro nha mọi người. 3,5 triệu, RAM 628GB. Đó. Redmi Note 9 Pro. RAM 664GB chứ mọi người. RAM 664GB 3,5 triệu nha, Redmi Note 9 Pro. RAM 664GB mọi người. Anh gửi lại hình em phone direct Zalo được không? Anh nhắn tin Zalo 0774 69 683 nha. Đó sẽ có nhân viên chết hàng nha mọi người. Samsung A11 nha. Đây Samsung A11 người 2,1 triệu. Con này thì xài chữ trái mọi người, RAM 3 và 32GB. Đó, 2,150 triệu. Tiếp sau là Oppo mọi người. 1K1 người đang xem mọi người. Người cho 1 chấm một lượt chia sẻ mọi người ơi. Oppo Reno 2 RAM 8 rồi, bộ nhớ 26GB, chạy con chip Snapdragon là 730G nha. Giá bán là 4,7 triệu, màu hồng rồi. Màu hồng nha, màn hình khoảng 97-98. Con này cam ga vây cá rồi. Đây cam ga vây cá là cam ga như vậy luôn rồi. Đây cam ga này. Đó cam ga vây cá nha. Cái hình camera nào ta. Còn cái này để 3 sao đúng rồi, 4,7 triệu nha, con này 4,7 triệu rồi. Đây là Oppo Oppo Reno mọi người, Oppo Reno đầy đầu á, con này cũng là cam ga vây cá luôn nha. Đó, Oppo Reno mọi người, nhớ là bán là 4,7 triệu luôn nha, Oppo Reno. Oppo A53 cũng có một hay một cây màu xanh đó mọi người, cũng là 2,990 triệu, RAM 428GB nha. Con này chip 860 không ạ, hiện tại em chưa có nha. Chip 860 hiện tại em đang chưa có nha. iPhone 8 nút 64GB màu đen. Đó. 64GB màu đen rồi, iPhone 8 nút 64GB màu đen. Con này pin 80 không rồi. 5,5 triệu nha. 5,5 triệu mọi người. 5,5 triệu màu đen.
iPhone Deep Max màu đen rồi 8,3 triệu, sao 4GB đó. Con này pin 88, pin 83, 85 cũng có người, nói chung nhiều pin lắm nha đó. Mã Mỹ hết cho người, quốc tế mã Mỹ nha, nên là pin zin 100% nha người. Nó pin 88 nè, pin zin 100% nha, mã Mỹ 64GB, 8,3 triệu người, iPhone Deep Max 8,3 triệu. Samsung X9 mọi người, Samsung X9 bản Mỹ chạy con chip Snapdragon là 845 nha, 464GB mọi người, màn hình độ phân giải là 2+, 3,2 triệu nha, cái này 3,2 triệu người. Đây là Samsung S10, Samsung S10 mọi người 5,2 triệu bản hàng. Đây là LG Win nha, LG Win mọi người, LG Win thì màn hình là 2 màn hình, màn hình trước là 6,8 inch, màn hình trong là 4 inch mọi người, còn là màn hình xoay nha. Kết cấu là để xoay rất là độc đáo rồi. Con này bản giá là 7,5 triệu bản Mỹ nha, 26GB RAM 8 rồi, chạy chip và xem nó là gần là 765G nè, con này có hộ cho 5G. Samsung M51 5,750, con này pin 7,000 rồi, là pin 7,000 nha. Đây là Redmi Note 9 Pro RAM 8 1,128GB, RAM 628GB chứ người. Con này ghi nhé lộn, con này 5664GB à. Con là iPhone 13 Pro mọi người, 128GB pin 100%, 24,990. Đó. 128GB mọi người. iPhone 8 giá bán là 3,950, iPhone 8 64GB mã Mỹ nha. Đó. iPhone 11 Pro đây. 11 Pro thì bán giá là 12 triệu đúng mọi người, 12 triệu đúng nha, mã Mỹ nha mọi người. iPhone 12 Pro, 11 Pro chứ. Còn là nó mùa lút em chỉ còn màu đen, màu xanh mà màu trắng thôi rồi. Giá bán là 7,650, nó mùa lút 5G, 7,650 mọi người. Góc phone 2 hiện tại đang chưa có nha. Góc phone 2 hiện tại đang chưa có nha. Có Samsung S20 FE chứ không? S20 FE hiện tại đang bán hết rồi mọi người. Em hết nha. Samsung Note 10 5G RAM 12. Giá bán là 6,2 triệu. iPhone XG 7,3 triệu người, 128GB nha. Rồi em còn 2 cây thôi. iPhone XG 128GB 7,3 triệu. Đây là iPhone 11 nè. Con này pin pin cao rồi, con này pin 93 nha. Giá bán là 13,100. Ơ. Em nói nhầm mà. Pin 100% 512GB là 13,100 rồi, con này nè. iPhone 11 Pro nha, 512GB. Đó. Pin 100% rồi. Pin 100% nha. 512GB người. Đó. Giá bán là 13,100. Còn là iPhone 13 26GB 20,800 người, pin 100% luôn. Có bộ phải ít không? Có bộ phải ít thằng bữa em đang có một cây mà em bán rồi. Em không còn, anh đồng giỏ thôi. Khi nào có sẽ quay live stream cho mọi người xem. iPhone 7 3,350 128GB nha mọi người. Đó, iPhone 7 32GB 128GB. Samsung Note 10 Lite RAM 8 rồi, 128GB 5,4 triệu. Samsung A5s 5G 7,8 triệu rồi. Là Samsung LG V30 rồi, chip 845, chip 835 rồi, RAM 464GB, màn hình là 2K, 2,1 triệu thôi. iPhone 12 128GB 15,7 triệu rồi. iPhone 12 nha. iPhone 12 mini em chưa có hàng nha anh Tùng ơi. Em có hàng sẽ quay lại cho là quay lại stream cho mọi người xem. Redmi Note 9T 3,6 triệu, RAM 628GB. Realme C25i mọi người 3,2 triệu nha. Sony em đang hết hàng rồi anh ơi. Anh Nhật ơi, anh Nhật lơi, em hết hàng Sony nha. Samsung A5s 5G 7,1 triệu. Oppo Reno 4G 5,250 mọi người. Samsung S10 Lite nha, 6,3 triệu, chip 855 mọi người. Redmi Mi 10S RAM 8 mọi người 128GB, chip 870, 8,8 triệu người. Chip 870 nha. Đó. Samsung A22 4,2 triệu người. LG Win có nha. LG Win là 7,5 triệu nha anh Nguyễn Phan Anh. Redmi K10 con này 4G người, 128 nha. Giá bán là 4,4 triệu. Samsung Note 20 bản Mỹ 10,2 triệu người. Note 20 bản Mỹ 10,2 triệu. Chip 865. Vivo V20 4,6 triệu nha. 4,3 triệu chứ mọi người, em nói nhầm. 4,3 triệu. Là Tắt lát mọi người.
Tab Samsung Galaxy Tab S6 Lite chứ, 6.850 S6 Lite nha. Em nói nhầm Tab Lab. Đây con này là Poco X3 4.7 chip 860 đồng rồi. Đó Poco X3 máy full box. Mi 11T nha. 7.999.000. Máy full box luôn. Realme X2G 4.9 rồi. Đó. Ok thì buổi live stream đó là hết rồi. Cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi live stream của nha. Hẹn buổi live stream vào ngày mai rồi. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Bye bye.